Xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh Be Owner Sài Gòn. Quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ kênh của Be Audio Sài Gòn nha. Và bây giờ Be xin gửi tới quý vị một cặp đôi phải nói theo Be. Nói thì một ông khổng lồ đi với một bà châu chấu. Tại sao Be lại nói như vậy? Tại vì cặp loa rất là khủng, giá cũng rất phải gọi giá này là giá cũng khủng. Nhưng mà đi với con ông Ly thì nói chung là rất là đẹp nhưng mà giá rất là xinh. Và bây giờ Be xin giới thiệu mọi người, đây là con âm ly Sony. Âm ly Sony model TAFB9. Thì con âm ly như mọi người nhìn thấy thì ngoại hình rất là đẹp và màu gold vô cùng sang chảnh. Nói chung là mọi người nhìn không có một vết trầy xước nào cả. Thân của nó thì cũng không bị mớp. Và bây giờ mọi người nhìn cái con âm ly này thì thấy nó cũng vô cùng đơn giản phải không? Nút chỉnh budget của nó thì nó được ẩn bên trong cái nút cái gạt này. Bây giờ Bi sẽ mở cái gạt này ra. Đây, mọi người thấy cái thiết kế cũng rất là tinh tế. Đây, budget. Và con ôm ly này nó nhỏ nhưng mà nó có cả nút chỉnh lâu nét nè quý vị ạ. Nói chung là còn hoạt động rất là nghiêm chỉnh. Và bây giờ Bi nhấn nút nguồn lên nè. Một tí thì nó lúc nguồn nó sẽ chuyển qua màu mắt cái màu đỏ đi đi. Là con âm ly nó đang sẵn sàng để chúng ta sử dụng nó rồi, nó không có bị lỗi gì cả. Và âm ly này nó chơi được hai cặp loa. Công suất lên nha, công suất của âm ly này thì nếu như dùng cho ngay nhà thì cũng rất là cao. Nó 185W, nó sử dụng điện 100V, hàng nội địa Nhật nha quý vị. Và âm ly này thì mọi người biết mức giá nó bao nhiêu không ạ? Bi đang bán với mức giá 4.500.000. Bây giờ thật sự là cũng là một cái phát hiện bất ngờ, một cái sự phối ghép mà Bi nghĩ nó rất là hay với cặp loa JBL L150. Thì cặp loa này Bi đang bán với mức giá là 33 triệu. Một cặp loa 33 triệu mà phối với âm ly 4.500.000. Nên Bi gọi cặp loa này là ông voi, còn cái âm ly kia là bà châu chấu đó quý vị ạ. Bi gọi vui như vậy chứ không có gì. Cặp loa này thì mọi người nhìn thấy nó có hai bát 30, một bát thật và một bát cộng hưởng nha quý vị, một mic và một trét. Và mọi người sau khi cảm nhận cái sự phối ghép này thì không biết có nhận xét cho riêng mình không, nhưng mình thấy nó quá là hay. Thật sự thì cặp loa JBL này nó cũng không phải khó ghép nha quý vị, nhưng mà ghép với cái âm ly mà 4.500.000 thì mọi người nghĩ chắc nó sẽ không phát huy hết được cái chất âm của cặp loa. Nhưng mà bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe và đánh giá về cái sự phối ghép bất ngờ của đến từ Bi Audio Sài Gòn. Và mọi người nếu như thích thì hãy liên hệ với Bi qua số điện thoại bên dưới góc màn hình. Bi xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will be as one. Imagine there's no above us only sky. Imagine all the people living for today. Ooh. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people
to kill or die for. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday